Đây là chùa Linh Ẩn. Ở nơi đây có nhiều cái tác phẩm là tuyệt đẹp, như ở đây các bạn xem. Tôi quay đây là bộ bàn ghế cảnh xà cừ. Đó các bạn không? Thấy không? Người ta dùng những cái con xà cừ là những cái con như con chem chép á. Hến con xà cừ đó. Ở suối ở sông ở biển người ta mới lấy cái vỏ, đập lấy cái vỏ của nó. Xong rồi người ta dán vào đây. Đó, những cái vỏ lóng lánh của nó này. Người ta cưa ra, người ta cắt ra theo cái hình thù của mình, theo ý muốn. Và họ dán vào đây. Đó, các bạn thấy không? Phải nói là quá tuyệt vời. Đó, đây. Ở trong này nó không có điện, nó hơi tối. Đây là những bộ bàn ghế cảnh xà cừ, phải nói là tuyệt đẹp. Đó. Họ được cái này là cảnh xa cừ cả hai mặt luôn các bạn nha, cả mặt trong cả mặt ngoài nè. Ở đây là gồm có 3 bộ. Toàn bộ được cảnh xa cừ hết. Thì cái công mà cảnh xa cừ này thì chắc có lẽ là nó cũng cứ bộ bàn ghế này là thuộc về nếu sắp vào loại cổ này nè. Thì mình cũng không biết được cái giá trị thật sự của nó. Ở đây là người ta cẩn bằng đá. Đá hoặc là trên cái bàn cái đôn này là người ta cũng cẩn bằng một cái mặt đá cẩm thạch. Đó, bằng mặt đá cẩm thạch các bạn ha. Và 4 bộ là nhìn nó có sự tương tác rất là giống nhau. Toàn bộ khi họ khoan, họ cắt những cái này ra, bắt đầu họ bỏ xà cừ vô, họ dán keo lại. Đây, bằng đá. Theo mình nghĩ thì những bộ bàn ghế như vậy thì nó có giá chắc. À, nó khác. Đây là bộ này nó tròn nè. Bộ này cũng xà cừ nhưng mà nó tròn, nó khác với các cái bộ kia. Thì mình nghĩ là cái bộ này thì nó nằm ở tầm giá chừng khoảng chắc cả vài trăm triệu đến vài tỷ gì đó. Này, cái này thì mặt bằng sơ sơ cho con tham quan. Đây. Đó, thì cái mặt bằng này thì nó nhìn thì nó cũng giống như cái kia. Cái kia này, mặt bằng cũng được nạm bằng đá, bằng cẩm thạch luôn nè. Đây là phía bên trong. À, bên trong là bằng cái trên mặt này bằng cẩm thạch, đá cẩm thạch. Đây cẩm thạch, đây xà cừ. Thì cái này mình nghĩ nó cũng phải có giá từ vài trăm triệu đến vài tỷ chứ không ít, tại vì nó là sắp vô hàng cổ rồi. Mà những cái nghệ nhân mà làm cái này hình như bây giờ có lẽ là rất là hiếm. Mình sẽ quay để cho các bạn ngắm nó một chút xíu nữa mà. Đây, mặt bằng đá cẩm thạch luôn nha các bạn nha. Quay lại một lần nữa để các bạn chiêm ngưỡng. Hoàn toàn bằng xà cừ hả? Xà cừ, cảnh xà cừ. Cho nó một bộ này, bây giờ bộ nó giá 500 đi. Thì 3 bộ nó nằm khoảng 1,5 tỷ. 1,5 tỷ sợ mua không được đó nha.
Mà các bạn thấy trên cái cục đá cẩm thạch này nó lại rất là độc đáo nè. Đó, nó có những cái hình, những cái hoa văn tự nhiên luôn, rất là độc đáo trên cái mặt đá cẩm thạch này mới là lạ. Đó.